Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Didi Thanh Mai rất là hân hạnh là được đón tiếp một vị khách hàng rất là đặc biệt luôn. Thì đó chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nha cả nhà. Thì em chào anh Kim Tử Long. Dạ. Anh chào em. Trước đây là anh cũng đang từng tới này, rồi mình cũng có sử dụng cái dịch vụ là trẻ hóa da tại Didi Thanh Mai. Thì không biết là cái hiệu quả của mình mang đến như thế nào, anh có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình với lại khách hàng được không anh? Anh thì không biết là hiệu quả như thế nào, nhưng mà anh thấy là sau anh làm 6 tháng rồi. Dạ. Thì bạn diễn cũng như khán giả rồi gia đình cũng thấy là anh trẻ hơn. Hỏi anh là dùng cái mỹ phẩm nào mà trẻ hơn. Dạ. Thì anh không có nói là dùng mỹ phẩm gì hết, mà anh chỉ nói là anh dùng cái công nghệ Otherapy. Otherapy. Dạ đúng rồi. Thì cái công nghệ này thì anh nghĩ là nam hay nữ gì cũng làm được hết trơn. Dạ. Miễn là làm sao không có gọi là phẫu thuật cắt. Dạ. Rồi. Không gieo kéo. Đó, không gieo kéo. Chạy máu. Nhưng mà đây là chỉ là một cái máy để mà mình nâng cơ. Thì anh thấy là những cái lứa tuổi mà ngoài 50 là nên đi làm cái công nghệ này. Yeah. Anh em nghệ sĩ cũng vậy, nên làm. Vì sao? Vì chúng ta làm như vậy thì mình không có bị lão quá. Tươi trẻ của mình lâu hơn anh ha. Như hôm nay là anh mệt mỏi lắm đó. Yeah. Anh nhiều việc của anh mệt mỏi. Yeah. Nhưng mà là anh vẫn thấy là cái mặt của anh nó không có bị chảy xệ, với lại không có gọi là nhất nhanh. Đúng rồi. Thì hôm nay là em biết là anh cũng đến TV để sử dụng tiếp tục liệu trình điều trị sẹo đúng không anh? Ừ. Dạ. Thì đối với cái liệu trình điều trị sẹo á, thì mình sẽ dùng công nghệ BAB. Đây là một công nghệ đỉnh của thế giới về cái vấn đề điều trị sẹo luôn. Thì với những cái dưỡng chất mà bác đưa vô da của mình nè, thì nó sẽ làm cho mình được tái tạo, được phục hồi da, lấp đầy những cái vùng da lõm cho mình. Và nó tái tạo những cái, nó đưa đi những cái tế bào da già cỗi, để làn da của mình nó nhanh chóng được phục hồi, thì sẽ sớm có một cái làn da phẳng, mượt, mịn và sáng đều tông màu hơn anh ha. Ừ. Thì nhân tiện hôm nay anh đến bên BB Thanh Mai này, anh có thể gửi tặng cho các khán giả của mình một câu hát ngắn được không? Không hát gì. Bây giờ anh chỉ là nói với lại tất cả những người muốn làm đẹp và muốn giữ cho mình một cái nét thanh xuân, thì hãy chúng ta hãy chăm sóc da mặt của mình. Ngoài cái mỹ phẩm ra chúng ta làm rồi, thì chúng ta cần phải có một cái gọi là một cái liệu trình, đó là cái duy trì và nhờ vào cái công nghệ hiện đại. Bây giờ công nghệ là đó là cái gì? Rất là nhiều, như là sóng cao tầng cũng có tầng, mình duy trì này, cái gì Matity gì anh làm đó. Hiện tại thì mình làm BAV. Không, cái trước anh làm là cái gì? Trước mình làm là Utherapy. Utherapy. Dạ đúng rồi. Đó là một cái gọi là một cái máy mà theo Kim Trâm nghĩ rằng rất tốt cho những người cần làm trẻ hóa mình, không cần phải phẫu thuật và không cần phải đụng tới dao kéo. Vậy cho nên là chúng ta sẽ trẻ mà người ta không biết, mà chúng ta đi thì mình không thấy mình trẻ đâu, nhưng những cái người mà không nhìn mình một thời gian, khi mà nhìn lại thì họ sẽ thấy mình trẻ ha. Đã rất là Kim Tử Long cũng đã rủ nhiều bạn bè đồng nghiệp đến đây để cùng trải nghiệm với cái máy đó, và thấy rằng hiệu quả nó có làm cho mình trẻ ra. Và bây giờ thì đến cái liệu trình là Therapy. Dạ, Therapy. Therapy đó. Dạ. Bây giờ là Long sẽ làm cái liệu trình đó để làm sao da mặt của mình nó sẽ tươi trẻ, và quan trọng là nó sẽ không còn những nếp nhăn, những cái vết sẹo nữa. Mịn hơn. Mịn hơn và sáng da hơn. Thì bây giờ để Long thử, nếu như là đây là một cái liệu trình tốt, thì Long mong rằng những bạn bè nè, rồi khán giả nè, và nhất là những người nào muốn cho mình có một khuôn mặt thanh xuân trẻ hơn 10 tuổi, thì chúng ta hãy thử một lần trải nghiệm với cái phương pháp PRP. Đó là mình lấy máu tự thân huyết của mình. Dạ, đúng máu rồi. Của mình, và cấy lên mặt để làm sao để chúng ta có một khuôn mặt nghĩa là trẻ hóa và sáng ra. Bây giờ thử nha. Dạ. Xin cảm ơn những cái lời chia sẻ quý báu của anh. Thì bây giờ em sẽ mời bác sĩ có thể là thăm da cho mình, và mình bắt đầu tiến hành cái liệu trình làm đẹp của mình anh nha. Dạ. Dạ. Cái này là liệu trình này mình phải tiêm, thứ nhất là mình phải tiêm đều toàn mặt để cho cái hiệu quả nó thể là nó, ví dụ như thực ra là mình tiêm đều, tuy nhiên cái vùng ở vùng những cái vùng có sẹo rỗ này, những cái vùng này, những cái vùng cần cải thiện của anh thì em sẽ tập trung nhiều hơn, chứ không phải là mình tiêm chỉ tiêm vùng này thôi. Thì mình cải thiện cái đuôi rồng nữa nè, mình có làm cái đuôi rồng được không? cái rãnh mũi má này. Đúng không, rãnh mũi má này thì mình có làm được, nó cũng sẽ cải thiện cho anh cái bề mặt da. Cái này mình sẽ cải thiện bề mặt da nha. Còn nếu mà anh muốn đầy cái rãnh mũi má này thì mình sẽ dùng cái phương pháp khác. Tuy nhiên cái PRP này, cái cơ chế của nó, tức là mình dùng cái huyết tương nhầu tiểu cầu,
thì trước giờ anh cũng biết cái tiểu cầu, tức là cái cơ thể thường điều động đến để chữa lành cái vết thương, thì trên cơ chế đó, trên cơ chế đó người ta mới lấy cái huyết tương, người ta tách những cái huyết tương ra, những huyết tương dầu tiểu cầu để cho nó tái tạo lại cái làn da của mình. Ví dụ như là cái sẹo rỗ như vậy thì là do trước đây anh bị mụn đúng không, anh bị mụn hay là bị tổn thương về mụn da, đúng rồi, nó sẽ để lại những vết sẹo, nó có những cái mô sẹo dưới da, khi mà nó không có tăng sinh cái collagen lên để nó bù đắp được cái làn da thì nó tạo thành cái sẹo rỗ. Sao mà bây giờ nó nói chung là em làm giùm anh là bao nhiêu mũi á? Cái này mình thật ra là cái này mình tiêm, nếu mà anh muốn hôm nay anh có việc đi đúng không, thì em sẽ tập trung cái vùng này cho anh thôi, nhưng mà cũng sẽ hai bên đúng rồi, tập trung hai bên thôi chứ không tập trung toàn mặt, tại vì thường á thì mình sẽ phải tiêm toàn mặt để cho cái hiệu quả nó sẽ đạt tối đa, nó cải thiện vùng da ở đây, da mắt, vùng da ở trán và ở cằm nữa, chứ không phải là mình vùng nào có vấn đề mình mới tập trung vùng đó. Mình sẽ cái này giống là một liệu trình mình trẻ hóa da vậy á, thì mình tập trung như một vùng cũng được thôi, vùng này có vấn đề ở trên da anh thì mình tập trung vùng này, nhưng mà thường thì mình nên làm toàn mặt, tại vì cái này nó tan nhanh á, mình làm xong là nó tan đi, nó không có giữ lại trên mặt á. Nó không có gì rồi, giờ bây giờ làm đi ha. Dạ. Bây giờ là hai bên đây. Hai bên đây. Dạ. Cả nhà ơi, mình đang có mặt tại BB Hương Tê, BB Thanh Mai nha cả nhà. Thì bác sĩ mới chia sẻ và mới tham gia cho nghệ sĩ Kim Tử Long luôn, để anh bắt đầu quá trình là mình đi cái liệu trình BB để làm cho da mình được xóa sẹo rỗ này, làm sáng đều tông màu da này, làm xe cái lỗ chân lông, điều trị những cái vấn đề mà lỗ chân lông lớn đó nha các bạn. Và sau liệu trình này thì chắc chắn là mình sẽ có một cái làn da tươi mới mát và mượt mà hơn này. Thì em cũng mong muốn là các anh chị mình đó, sau khi mà anh Kim Tử Long làm đẹp rồi nè, các anh chị nào mình muốn đẹp như nghệ sĩ Kim Tử Long thì mình có thể ghé tới BB Beauty, BB Thanh Mai nha.